Nóng, công an thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo về vụ tố cáo võ Hoàng Yên của bà Phương Hằng. Sau nhiều tháng im ắng, mới đây vụ kiện ồn ào giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông võ Hoàng Yên lại có diễn biến mới. Nhiều tháng trước, vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông võ Hoàng Yên là chủ đề gây bàn tán trên hầu khắp các trang mạng xã hội. Dư luận đặc biệt quan tâm đến chuyện này khi cả hai nhân vật chính đều rất nổi tiếng. Một người là CEO của Đại Nam, vợ của đại gia Dũng Lò Vôi, người còn lại tự xưng là thần y, nhiều lần xuất hiện bên cạnh những nhân vật đình đám showbiz. Tuy nhiên, vụ kiện ồn ào đó lại bất ngờ chìm vào im lặng và không có thêm thông tin mới. Trong lúc công chúng đang tò mò cái kết thì mới đây, báo Việt Nam Net đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra tin tức quan trọng có liên quan. Cụ thể, đơn vị này đã có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Trước đó, vào tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn đến công an thành phố Hồ Chí Minh để tố cáo ông Võ Hoàng Yên về hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của mình. Vợ ông Dũng Lò Vô cho rằng đối phương đã chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của gia đình mình thông qua việc cứu trợ cho đồng bào miền Trung, xây dựng cơ sở thờ tự ở Bình Thuận cùng một số hoạt động khác. Không chỉ bà Hằng mà một số cá nhân cũng đã làm đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết đơn tố cáo theo quy định của pháp luật. Đến ngày 18 tháng 7, đơn vị này ra quyết định đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm do hết thời hạn điều tra nhưng chưa có kết quả giám định. Ngày 20 tháng 9, sau khi có kết quả giám định, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh quyết định phục hồi để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Trong một diễn biến có liên quan, không chỉ tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, chiếm đoạt tiền của mình, bà Nguyễn Phương Hằng còn cho rằng người đàn ông này chữa bệnh giòm, mê tín dị đoan. Trên sóng livestream những tháng qua, nữ đại gia liên tục nhắc đến Võ Hoàng Yên bằng giọng điệu gay gắt các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.